Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ nên hay không nên việc ràng con ngủ đúng giờ. Thì cái việc mà mình ràng con ngủ đúng giờ, đưa con vào một cái nề nếp nào đó thì mình nghĩ là sẽ rất là tốt. Đó. Và thêm một cái nữa là cả em mà khi mà mình còn phải cho nó ngủ đúng giờ đúng giấc thì cái sức khỏe của trẻ nó sẽ đảm bảo hơn cho ngày mai. Cho trẻ đi học, trong đảm bảo sức khỏe cho trẻ đi học. Nếu như mà trẻ thức quá khuya thì ngày mai thì cái năng lượng của trẻ nó sẽ không có bằng so với cái việc mà trẻ ngủ đúng giờ, ngủ sớm. Thì cái năng lượng của trẻ nó sẽ dồi dào hơn. Thì mọi người biết rồi đó, cái mà trẻ cần phải ngủ trước 10 giờ thì cái lúc này thì cái hormone phát triển chiều cao của trẻ lúc này nó sẽ tiết ra nhiều, cho nên là mình cần phải cho trẻ ngủ trước 10 giờ. Thì cái việc này thì mình cần phải có một cái thời gian ràng. Mình theo mình thì ràng tốt nhất là những lúc mà khi mà trẻ còn bé đó, từ 3 tới 4 tháng mình ràng cho trẻ như vậy, thì khi mà trẻ lớn thì trẻ cũng sẽ có một cái thói quen như vậy. Để cho mình ràng được trẻ có cái thói quen mà ngủ đúng giờ thì mình người lớn mình cũng cần phải ràng như vậy. Đúng giờ, ví dụ như mình muốn trẻ ngủ trước 9 giờ thì 8 giờ rưỡi mình nên cho trẻ lên giường, vệ sinh cá nhân rồi lên giường nằm. Thì mình, lúc này thì trẻ sẽ nằm chơi một khoảng 10 đến 15 phút là trẻ sẽ đi vào giấc ngủ. Thì lúc này lúc đó thì trẻ sẽ dễ ngủ hơn. Còn nếu như mà mình không có cho trẻ có thời gian mà giữa ngủ và thức á, cái khoảng thời gian mà trẻ chuẩn bị đi ngủ á, mình không có cho trẻ trải qua như vậy thì cái trẻ sẽ khó vào trong giấc ngủ lắm mọi người. Với lại là một cái nữa là khi mà mình cho trẻ ngủ như vậy thì mình cái ánh sáng trong phòng cũng rất là quan trọng, ánh sáng và âm thanh á. Ánh sáng thì mình cần phải để phòng nó tối, cái màu thì mình sẽ không có đèn ở trong phòng luôn. Thứ hai nữa là âm thanh bên ngoài, và thứ hai nữa là âm thanh ở trong phòng ngủ phải im lặng. Cái này không phải là im lặng một cách hoàn toàn, nhưng mà cần phải hạn chế nhất tiếng ồn phát ra. Lúc này thì trẻ sẽ dễ tập trung đi vào giấc ngủ hơn. Chứ mà mình khi mà trẻ ngủ mà sẽ có những cái âm thanh mà đột ngột xuất hiện sẽ làm cho trẻ phân tâm đó. Lúc này thì sau cái âm thanh đó rồi á thì trẻ đi vào giấc ngủ rất là khó nha mọi người. Như người lớn mình cũng vậy, mình đang mà thiêu mà có cái gì làm mình giật mình á thì sẽ khó, mình sẽ khó đi vào giấc ngủ hơn. Với trẻ con cũng vậy. Ánh sáng cũng góp phần quan trọng nha mọi người. Thì trẻ lúc ngủ thì mình nên để cho cái phòng mình nó tối, mình không nên để đèn ngủ, vì cái ánh sáng nó cũng ảnh hưởng tới cái sức khỏe của trẻ rất là nhiều. Ngủ trong cái điều kiện mà ánh sáng nó sáng thì cái giấc ngủ của trẻ nó sẽ không được sâu hơn so là trẻ ngủ trong cái bóng tối đó. Để mà trẻ dễ đi vào giấc ngủ thì mình cần phải cho trẻ uống sữa ăn tối đó. Ăn tối uống sữa trước cái giờ ngủ, trước khoảng 2 tiếng tới 3 tiếng nha mọi người. Thì vì mà mình cho trẻ ăn quá gần giờ ngủ á, thì sẽ gây tức bụng, gây khó chịu và trẻ sẽ khó đi ngủ hơn. Còn mà nếu như mình cho ăn xa cái giờ ngủ quá thì lúc đó thì cái bụng của trẻ nó sẽ cảm thấy hơi đói, khó chịu thì cũng khó ngủ. Cho nên là khi mà trước khi mình cho trẻ đi ngủ á, thì mình cần phải cho trẻ ăn uống cách đó khoảng 1-2 tiếng, nếu như mà uống sữa thì khoảng 1 tiếng, còn mà ăn đồ mà cơm đồ nữa đó thì khoảng 2-3 tiếng nha mọi người. Thứ nhất là để cho cái thức ăn nó có thời gian được tiêu hóa, thứ hai nữa là để cho trẻ nó không có bị đói, nó không có cảm giác quá no hoặc là quá đói. Là như vậy thì trẻ dễ ngủ, thì như vậy là trẻ sẽ dễ vào giấc ngủ hơn. Thế nên là việc nên hay không nên cho trẻ đi ngủ đúng giờ sẽ có nề nếp vào giấc ngủ hay là không mọi người. Mình cảm ơn mọi người đã coi. Bye bye.